Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên em Hưng là 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, siêu thị ô tô Hà Nội 389 nha. Trước mặt đường trước cửa showroom em Hưng là hướng về bên phải thì hướng về bến xe miền Đông cũ ha. Còn bên trái thì mình sẽ hướng về ngã tư Bình Phước, đường đi về Bình Phước nha anh chị em. Ok, và bên em Hưng là trung tâm chuyên mua và bán các dòng siêu đốt xe qua sử dụng và có cam kết cho anh chị em về chất lượng xe. Như là cam kết cho anh chị em về xe không cứng đụng, không ngập nước, máy móc chuẩn chỉ, xe không phạt nguội và pháp lý sang tên rõ ràng nha anh chị em. Và bên cạnh đó những xe Hưng bán ra đều có chế độ bảo hành đời động cơ số cho anh chị em yên tâm sử dụng. Hiện tại bên em Hưng đang cần thu mua rất nhiều các dòng xe, anh chị em nào có nhu cầu cần đổi xe, bán xe thì ủng hộ em Hưng nha. Ok, và trong clip ngày hôm nay em Hưng xin giới thiệu với anh chị một mẫu xe hạng sang. Thời điểm đâu đó nó lăn bánh là hơn 10 tỷ anh chị. Nhưng mà hiện tại chỉ còn một phần xe Bentley Continental Flying Pool nha anh chị, sản xuất 2008 và đăng ký lần đầu 2010. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh nha, một mẫu xe hạng sang. Nó đâu đó cũng phải ngang với lại là Maybach nha anh chị, hoặc là G63 luôn. Mặc dù là cũng là nhiều năm tuổi anh chị nha, đến đây là cũng khoảng là hơn 15 năm rồi, nhưng mà chiếc xe vẫn còn rất là mới và toát lên cái đẳng cấp của một chiếc xe sang. Giá hiện tại của mẫu xe này cực kỳ mềm ha, chỉ lên quanh đâu đó khoảng 1 tỷ thôi. Thì anh chị em nào mà đang cần kiếm, có tìm hiểu chiếc xe này, thích mẫu mã của xe này thì tham khảo qua chiếc xe của em Hưng nha. Về máy móc, hộp số và chế độ vận hành hiện tại đang rất là mượt mà, và nội thất toàn bộ nó đang là zin theo xe. Anh chị em nào quan tâm cùng theo chơi hơn đi chồng anh xe nha. Ok, và đây là mẫu xe của chúng ta nha, nhân vật chính trong clip ngày hôm nay. Mừng xin quay chi tiết cho anh chị em về tổng quan của xe, về phần ngoại thất và phần nội thất nha. Như những chiếc xe khác, em Hưng sẽ đi một vòng quanh xe cho anh chị em cùng xem về tổng thể chiếc xe của mình. Và xe thì chắc chắn là đời sau thì cũng là sơn dầm thì có nha, nhưng mà về chất lượng xe, như là em Hưng chắc chắn sẽ cam kết cho anh chị em là xe không đâm đụng nha, không tai nạn, không thủy kích ngập nước nha. Đấy. Và máy móc hiện tại đang vận hành rất là mượt mà. Còn nếu anh chị em hỏi mẫu chiếc xe này máy nó còn zin không, chưa sửa chữa gì chưa, thì em Hưng xin dám luôn nói là chắc chắn là phải sửa chữa nha anh chị nha. Một chiếc xe mà đã mười mấy năm tuổi mà không sửa chữa, giờ anh chị em mua về chỉ có nằm đó thôi, nằm đó hoặc là anh chị phải bỏ tiền ra sửa thôi nha. Cái gì mình cũng nói thẳng thắn rõ ràng đi, chiếc xe người ta đã bảo dưỡng đại tu thì mình chỉ việc mình đi thôi nha. Còn việc cứng đụng, máy móc, động cơ, số đẹp hơn bao cho anh chị em đấy. Về không thủy kích nè, không đâm đụng, không ngập nước nha, và chiếc xe còn cực kỳ đẹp. Nội thất hiện tại đây là zin nguyên bản theo xe nha. Còn chiếc xe khi qua sử dụng thì anh chị em Hưng chỉ có thể là hỗ trợ anh chị em về nhất là pháp lý, thứ hai là về chất lượng xe. Còn như về mình muốn xe ngon hơn thì chúng ta phải đầu tư thêm nha anh chị nha, như nhà cửa, mua cái nhà chúng ta phải đầu tư thêm sửa chữa gì ha. Đấy, tùy ý của anh chị em, bởi vì hiện tại là đồ nâng cấp, để nâng cấp xe nó rất là nhiều và rất là rẻ, vậy nó không như ngày xưa nha. Ngày xưa thì đắt, còn bây giờ rất là rẻ. Như cái màn hình này chúng ta có thể thay luôn cả màn hình Android vẫn được, đèn này chúng ta có thể thay luôn cả đèn LED cũng được, đi cầu laser thế hệ mới rất là sáng luôn chị. Đấy, ok, chung là mình cứ quan trọng nhất là về chất xe là dòng này, dòng xe sang. Anh chị em là nhiều người làm ăn kinh doanh thì một chiếc xe phải là chuẩn chỉ ha. Việc nó ảnh hưởng đến việc phong thái về cái phong thủy nên gì ha. Rồi, đây em quay chi tiết cho anh chị xem chiếc xe ha. Hiện tại thì xe còn rất là cứng cáp nha anh chị. Giờ mình sẽ xem tổng thể nè. Xe được trang bị là đèn chiếu sáng là bi đôi, có nửa đèn nè, có 4 cảm biến trước nha. Đấy, 6 cảm biến trước chứ. Đấy, logo Bentley cực kỳ đẹp ha. Đấy, thời điểm lăn bánh mới 10 tỷ, mà lúc 2008, 2010 là anh chị biết là cái giá xe này có nhiều cái nào, tính ra vàng biết bao nhiêu vàng anh chị. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ có lanh quanh đâu đó tỷ thôi, hơn tỷ tí là anh chị em có cái xe sang rồi. Và về chất lượng xe thì em Hân vẫn cam kết cho anh chị em cái xe đây là xe ok ha. Đấy, về những cái quan trọng nhất của việc xe cũ đó là cứng đụng nhập nước thì em Hân thì cũng cam kết cho anh chị em. Xe trang bị một cái la răng đúc nan zin nguyên bản theo xe, đa nan nha. Kích thước của la răng này là 20 inch và vỏ đang sử dụng là vỏ của file này là vỏ giống như vỏ của mẹ thì vỏ này là vỏ chống xịt ha. Rồi, chúng ta sẽ gây gầm. Vâng, thì hiện tại đang gắn đèn trên
Cái quay như hơi khó nhất là khó nhất là ha, hơi khó nhất màu gầm, nhưng mà hơn cũng nhắn qua chi tiết cho mình xem. Đấy. Gầm bệ cực kỳ đẹp nha anh chị em. Khi chị em đến mua xe mà thân thì có thể là mang lên cầu ha, xem xe thoải mái. Ok. Dòng này thì bảo dưỡng thì anh chị thấy vào của Land Rover cũng được nha anh chị. Đây. Gương rất là đẹp ha. Gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ nè. Chân kính và viền cửa sổ là sẽ có chạy inox anh chị ha. Tay nắm tích hợp tay nắm thông minh, có cửa sổ trời này. Đấy. Và cái đòn của này hiện rất là dài ha. Phía sau xe bộ đèn hậu đi theo xe này, 6 cảm biến sau ha, ống xả đôi nha anh chị. Này mở cốp, mở cốp vậy anh chị, mở cốp điện nha. Đây cốp rất là rộng luôn. Đựng một cái vỏ ở đây. Đây, vỏ sô cô ha. Đồ nghề theo xe. Chị em khi mua xe nhớ kiểm tra với em Hưng nha. Đấy, rất là rộng rãi anh chị. Ồ, cái cốp này sâu dễ sợ luôn. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ về phần nội thất bên trong. Hơn thì cam kết cho anh chị em là về cứng đụng ngập nước ha, còn sơn si thì chắc là sẽ có rồi. Xe trang bị là nội thất da cao cấp nha anh chị, da này là da nguyên bản theo xe nha, da nguyên bản theo xe. Đấy, có những cái nếp hằn theo thời gian nè anh chị. Anh chị nhìn nội thất như thế này là mới thích này. Nội thất mà nếu mà mới hết toàn bộ là chắc là sẽ làm lại nha anh chị nha, không thể nào mà 2008 mà nó mới tinh được, bắt buộc ha, nó phải có những cái nếp hằn như thế này. Ta sẽ có cửa gió hàng ghế sau nè, có chỉnh ghế phía sau gì ha, ghế này có thể ngã ngược như là ghế bố gì ha, trượt ra ngoài để người ngồi sau chủ ha, ngồi được thoải mái hơn. Có đèn đọc sách này, chừng là một da luôn chị nha, chừng là một da luôn. Đấy, dưới là lót sàn zin ha, mũi zin của xe. Đấy. Có cửa hít nha anh chị em. Đây. Ok. Ghế phụ là ghế chính điện ha. Ghế thì nó sẽ có nếp nhăn theo thời gian thôi, nhưng mà chất lượng nó còn rất là mới anh chị. Hơn cũng dán quay chi tiết nhất cho anh chị em cùng xem ha. Rồi bây giờ ta sẽ cùng qua bên ghế tài nha anh chị. Con này thì máy khá lớn và nhưng mà cách âm rất là ok nha anh chị nha, cực kỳ bốc luôn, mà tiếng máy nổ cực kỳ khỏe khoắn như những chiếc xe đua vậy anh chị. Đây ghế tài đây anh chị, ghế tài là cái ghế ngồi nhiều nhất ha, thì nó sẽ có nhiều nó thằng hơn, cơ bản là nó vẫn zin nguyên bản theo xe nha. Đây tôi thì cũng dán quay chi tiết nhất cho anh chị em cùng xem nè, có ba nhớ ba chỉ biết cái lái nha chị, và có chỉnh 12 ghế hướng. Ok, nó sẽ vào nổ máy nha. Ô đô thì 47.000 km anh chị. Đời này thì mình cũng không thể nào mà bao đôi chuẩn được, cũng như đời chủ rồi. Đây chìa khóa này thì nó vẫn có đề nổ startup nè, nhưng mà anh chị em phải cắm chìa khóa vào đây dặn lên, và đời này đề nổ startup nha. Em Hưng đang nổ máy anh chị em có nghe rõ mà. Máy nổ rất là êm nha, máy nổ rất êm. Xe trang bị là vô lăng
cho lực dầu ha. Đấy, nhẹ nhàng. Vô lăng rất là đẹp, bốn chấu nè, da. Phiên bản theo xe chị ha. Nó có vẫn còn độ sần sùi nè. Đấy. Chúng ta sẽ có lẫy số thể thao nha. Lẫy số thể thao nằm ở trên này. Và chúng ta sẽ có đèn tự động, gạt mưa tự động. Gương chiếu hậu chống chói điện. Nội thất thì ốp gỗ nè, loa rất là hay anh chị nha. Loa rất là hay nha. Em mở loa cho mọi người lên tiếng nghe lắm. Buồn chất lên đầy bước trong gian hồ. Bờ mắt rêu xanh màu. Ngắn rồi, để xin bị đánh bản quyền anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có nút dặn mở cửa sổ trời nha. Thằng này giống như là quân quân kinh vậy anh chị. Đấy. Ok, đóng lại dặn lại thôi. Rồi. Đây là màn hình giải trí ha. Màn hình này nó cũng lâu rồi, nó hơi mờ, anh chị em có thể thay luôn cả màn hình Android vào. Mình sử dụng cho nó tiện lợi hơn nha. Cần số đây anh chị, cần số thì quá là đẳng cấp. Cần số này nó có một cái nút khóa đây nha, khóa mới vào số được nha anh chị em nha. Này, phanh tay điện tử này. Chúng ta sẽ có những cái phím chức năng đây. Bệ tùy tay, tủ để nước bệ tùy tay luôn. Đấy. Rồi, cơ bản là xe đầy option ha. Có 8 túi khí. Trên màn hình hiện giờ nó rất là sạch sẽ ha. Đây chỉ có báo là lớp hơi non thôi, không có báo lỗi gì cả. Đấy. Rồi, ok. Xe em phân bán ra thì sẽ hỗ trợ anh chị em là bảo hành cho anh chị em là 3 tháng và 5.000 km trải nghiệm ha. Rồi, bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha. Ok, và đây là khoang máy của chúng ta nha. Đây là khoang máy nè anh chị. Capo ha. Thường thì bao cho anh chị em về cứng đụng ngập nước nha. Máy số nguyên zin, bao chết chết thoải mái không có đề gì cả nha. Đấy, máy thì V8 anh chị. Twin turbo nha. 6 lít. Cực kỳ khỏe luôn anh chị. Máy này đạp là dính ghế luôn nha. Máy thì nó khá là đầy. Đấy, khô rang nha anh chị. Trò này thì anh chị em nào mà có quay ra đây, em ra kiểm tra thoải mái không có đề gì cả nha. Còn muốn lên cầu thì thờ thầy thoải mái không có đề cả. Vâng, thì xe bán gầy sẽ hỗ trợ anh chị em là thay nhớt trước khi giao xe nè. Kiểm tra lại máy móc động cơ hộp số đồ cho mình. Và bảo hành cho anh chị em là 3 tháng hoặc là 5.000 km ha. Động cơ hộp số nha anh chị. Chung thì mình mua bán thì cũng rất là uy tín cho khách hàng yên tâm. Đây một để phần nổ máy cho anh chị em nghe tiếng máy của xe nha. Đây là cái micro nha anh chị. Micro hôm nay con sẽ để ở đây để cho anh chị nghe cái tiếng máy khi mà nổ máy nha. Bây giờ con sẽ vào nổ máy cho mọi người nha. Mấy anh chị em đã nghe tiếng máy của xe chưa? Ok, và hiện tại bên em Hưng đang chào bán mẫu xe Bentley Continental Flyspur đời 2008 này với giá bán là chỉ có 1.200.000.000 thôi anh chị. Giá cực kỳ mềm luôn. Mẫu xe này thời điểm năm ngoái em Hưng chào bán tới hơn 2 tỷ anh chị nha, mà giờ chỉ có 1.2 tỷ thôi. Quá là rẻ anh chị ạ. Và chất lượng xe thì chắc chắn là sẽ lúc nào cũng phải là hơn giá tiền anh chị em, hơn lúc nào cũng phải là cam kết cho anh chị em là thứ nhất là chất lượng về xe nha, để anh chị em trải nghiệm ha.
mua chiếc xe về trải nghiệm, sau đó anh chị em có lòng tin có thể quay lại đổi chiếc xe khác ha, mua chiếc xe khác, mua thêm chiếc xe khác mềm hơn. Đó là anh chị em cứ yên tâm nha, cứ đến xem xe chết chết thoải mái trải nghiệm, thích thì lái, không thích thì thôi, không vấn đề gì cả nha, vui vẻ anh chị, chúng ta quan trọng là vui vẻ nha, mua xe là phải vui, bên bán cũng vui mà bên mua cũng vui nha. Ok, xin nhắc lại giá chào bán chỉ có 1.200.000.000 thôi anh chị em ạ. Nhá. Rồi, cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi video và đừng quên cho Hân một lần like cũng như một lượt đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới về hơn nha. Xin chào và hẹn lại quý anh chị những video khác.